đội tuyển Việt Nam đè bẹp người hàng xóm Thái Lan, Indo rung bần bật. Lào dù đã tiến bộ, song trong trận đấu tối nay một lần nữa đã chứng minh đội tuyển Việt Nam vẫn đang vượt xa họ một khoảng cách quá xa về đẳng cấp. Trong những ngày qua ở Lào, huấn luyện viên Park Hang-seo trông khá là ưu tư. Ông cùng với các học trò chuẩn bị bước vào chiến dịch quan trọng nhất trong năm AFF Cup 2022, đồng thời cũng là giải đấu cuối cùng trên cương vị vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, chiến thuật gia người Hàn Quốc cũng đã nhắc nhở về tính chất trận mở màn có thể mang tới những khó khăn. Như ông nói, ngay cả nhà vô địch World Cup 2022, Argentina cũng đã để thua trận đầu tiên. Sự cẩn trọng là không thừa, nhất là đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ đồng cân đồng lạng. Mọi sai lầm đều phải trả giá đắt, nhưng cũng chính vì lẽ đó, không gì khác ngoài 3 điểm trong trận đấu với Lào tối nay. Chúng ta cần một khởi đầu tốt và nắm chắc được 3 điểm trước khi trở về Mỹ Đình tiếp đón Malaysia. Mặc dù bóng đá Lào có nhiều bước tiến trong thời gian gần đây, song chủ yếu diễn ra ở cấp độ trẻ. Còn với đội tuyển quốc gia thì họ đang không có phong độ tốt. Ở trận giao hữu vào đầu tháng 12, thiểm sát biệt danh của đội tuyển Lào đã bất ngờ giành chiến thắng 0-1 trước đội tuyển Thái. Nhưng ở trận đấu 3 ngày sau đó, họ nhận thất bại tàn nát 0-5. Trong hai trận giao hữu diễn ra vào cuối tháng 9 thì Lào đã thua cả hai trận trước Maldives và Brunei. Ngược lại, Việt Nam đang chơi đầy hứng khởi và kể từ sau trận hòa 1-1 trước Nhật Bản, ở trận cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Việt Nam đã thắng cả 5 trận tiếp theo. Thành tích ấn tượng bao gồm chiến thắng trước Singapore, Ấn Độ và Dortmund. Đội tuyển của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng ghi 12 bàn và chỉ nhận duy nhất một bàn thua trong chuỗi trận này. Ngoài phong độ, lịch sử cũng đang nghiêng hoàn toàn về phía Việt Nam. 13 trận ra quân ở AFF Cup thì chúng ta đã thắng 7, hòa 5 và thua 1, trong các chiến thắng có 3 lần gặp Lào. Ngoài ra thì Việt Nam cũng 9 lần chung bảng với thiểm sát và thắng tới 8. Chưa hết, sự áp đảo tuyệt đối còn được thể hiện ở 34 bàn mà những chiến binh sao vàng đã ghi. Còn Lào chỉ có vỏn vẹn 2 pha lập công và không nằm ngoài dự đoán. Trận đấu tối nay tiếp tục chứng kiến đội tuyển Việt Nam tra tấn hàng thủ của đội bạn. Ngay trong những phút đầu, đội tuyển Việt Nam đã khiến Lào co cụm về một nửa sân của họ. Mặc dù đã cố gắng chơi phòng thủ số đông, song Lào vẫn chẳng thể nào khiến cho cầu thủ Việt Nam nản chí. Sau thời gian đấu thăm dò và tìm tới điểm yếu của đối thủ, đội tuyển Việt Nam ngay lập tức có bàn vượt lên dẫn trước. Phút thứ 15 từ đợt tấn công bên trái, Đoàn Văn Hậu đã chờ bóng thuận lợi vào giữa vùng cấm địa và trung phong số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Linh bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn của đối phương. Bàn thắng hứa hẹn giúp Việt Nam sẽ dễ dàng hơn trước một đội hình phòng ngự số đông của Lào. Sau bàn mở tỷ số thì cơ hội cho đội tuyển Việt Nam cũng đã liên tiếp đến. Phút thứ 21, Hồ Tấn Tài bên phía cánh đối diện lên tiếng với quả đá phạt khó chịu ở trong vùng cấm địa. Sau đó Tiến Linh nỗ lực ngả người, móc bóng trúng vào chân đội trưởng Hùng Dũng và rồi đi trực cột dọc. Trận đấu sau đó đã trở nên hấp dẫn hơn khi mà Lào cũng có lời đáp trả đầu tiên. Phút thứ 34, thủ quân số 17 là vòng chuyền cầm của Lào đã mạnh dạn tung ra một cú sút trái phá từ khoảng cách xa, nhưng bóng đã đi trúng đích vào vị trí của Văn Lâm nên bị tóm gọn dễ dàng. Ngay sau đó, đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi nhân sự sớm khi mà Quang Hải rời sân nhường chỗ cho Văn Quyết. Dường như tiền vệ đang chơi bóng tại Pháp có dấu hiệu vì đau và chính anh đã chủ động có dấu hiệu xin rời sân. Sau khi ổn định lại đội hình, đội tuyển Việt Nam cũng đã lập tức có thêm bàn thắng. Lần này ở phút thứ 43, Văn Hậu đã đẩy bóng vào khu vực 16m50 cho Văn Quyết, nhưng hậu vệ đội bạn đã có thể cản phá một cách dễ dàng. Tuy nhiên, trái bóng bật ra lại đi đúng tầm di chuyển của Hùng Dũng, nên đội trưởng đội tuyển Việt Nam đã bình tĩnh đặt bóng về góc xa. Bóng đi chìm và chui vào lưới. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ này trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau bàn thắng của Hùng Dũng, hiệp 1 cũng khép lại. Bước sang hiệp 2, kịch bản vẫn tương tự như hiệp đấu đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự lấn lướt về mọi mặt và có thêm nhiều bàn thắng. Kết thúc 90 phút, đội tuyển Lào đã bất chấp bất bại về mọi mặt ở trên sân nhà. Trận thắng dễ dàng thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo giành trọn 3 điểm. Không chỉ có thế, cách mà đội tuyển Việt Nam thi đấu cũng khiến cho các đối thủ hết sức e dè. Báo Thái Lan tờ Sam Sport đã viết, đội tuyển Việt Nam thắng Lào nhẹ nhàng, đối thủ lớn nhất của đội tuyển Thái vẫn cho thấy sự già dơ và nguy hiểm của mình. Báo Thái tiếp tục phân tích, ai cũng hiểu trận đấu này huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn xấu bài, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chưa trồi hết sức, tất cả chỉ mới thể hiện một phần thực lực của mình để dành sức cho các trận đấu lớn hơn. Tuy nhiên, hiệu quả đội tuyển Việt Nam mang lại vẫn là tối đa với một màn thể hiện hiệu quả, đẹp mắt và quan trọng hơn, nó cho thấy sự đa dạng trong lối đá. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ phải hết sức dè dặt khi mà gặp đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu lớn. Trong với đó, báo chí Indo cũng đã tỏ ra ái ngại. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã khiến cho Lào chật vật chống đỡ suốt 90 phút. Chiến thắng của họ quá dễ dàng, nhưng quan trọng hơn, đội tuyển Việt Nam cho thấy sự đa dạng trong lối chơi.
Nếu như mà Indo phải chạm trán Việt Nam tại vòng sau, chắc chắn có bất lợi rất nhiều. Có thể thấy báo chí trong khu vực cũng đã nhìn ra phần nào sức mạnh và chiều sâu của đội tuyển Việt Nam qua trận đấu vừa rồi với Lào. Tuy nhiên, đúng như họ đã nói, sức mạnh của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa được bộc lộ hết. Có lẽ phải chờ đến trận gặp Malaysia thì các đối thủ của chúng ta mới biết cơ hội, biết Việt Nam tại giải đấu năm nay mạnh tới như thế nào. Đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại bảng B chính là Malaysia. Họ cũng có trận đấu với Myanmar ít giờ trước đó. Trên sân nhà, Myanmar đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho đội khách Malaysia. Tuy nhiên, tình huống bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc trên chấm penalty ở những phút bù giờ khiến Myanmar bất chấp bất bại với tỷ số tối thiểu trong trận đấu đầu tiên ở bảng B. Malaysia được đánh giá cao hơn Myanmar trước khi trận đấu đầu tiên diễn ra ở bảng B, AFF Cup 2022. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà giúp Myanmar nhập cuộc tốt hơn và họ nhanh chóng đã uy hiếp khung thành của Malaysia. Với cú dứt điểm từ xa hiểm hóc của số 7, nhưng mà bóng đã đi chệch hướng trong gang tấc. Sau những phút đầu bối rối, Malaysia dần kiểm soát thế trận và cũng có được những tình huống tấn công. Ở thế trận trở nên sôi nổi hơn với những tình huống ăn miếng trả miếng. Phút thứ 21, Aung đã bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc sau khi bị đối phương áp sát. Chỉ hơn 1 phút sau, đến lượt hàng thủ Myanmar mắc sai lầm và tạo điều kiện cho số 7 thực hiện một cú cửa lòng kỹ thuật. Nhìn chung, thầy trò huấn luyện viên Kim Pan-won vẫn không có nhiều cơ hội trước một lối chơi đầy hứng khởi của đội chủ nhà trong 45 phút đầu tiên. Hàng tấn công của Malaysia phụ thuộc vào sức sáng tạo của ngôi sao sinh năm 1998, đó chính là Halim. Hiệp 1 chứng kiến nhiều tình huống của hai bên bị đau sau những pha chạm tương đối là mạnh, tỷ số 0-0 hợp lý với những gì diễn ra. Sau bàn thua, đội chủ nhà Myanmar đã trở nên tấn công. Số 7 của họ đã chăm chỉ dứt điểm và khiến cho các hậu vệ Malaysia phải căng mình chống đỡ. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 2 của Myanmar lại thuộc về Kiwamino. Từ một khoảng cách rất xa trước khung thành của Harmin, cầu thủ số 6 này lại có một pha dứt điểm rất căng và khiến cho thủ môn Malaysia phải rất nỗ lực mới có thể cản phá thành công. Hệ thống ba trung vệ của Malaysia để lộ ra nhiều khoảng trống cho Myanmar tập trung khai thác, nhưng các cầu thủ của đội chủ nhà thiếu đi sự sắc sảo trong những tình huống cuối cùng. Trong thế trận bế tắc, Myanmar bất ngờ được các trọng tài cho hưởng penalty vào đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận. Quyết định này của trọng tài gây ra nhiều tranh cãi, nhưng trên chấm penalty, cầu thủ số 10 lại không thể chiến thắng được thủ môn Harmin. Những phút còn lại, Malaysia đã bảo vệ thành công chiến thắng đầy khó nhọc. Thắng Myanmar, Malaysia xếp thứ 2 tại bảng B sau đội tuyển Việt Nam. Hai đội sẽ gặp nhau vào ngày 27 tháng 12 sắp tới. Trong 7 lần gặp gỡ gần đây nhất trên mọi đấu trường kể từ năm 2014, đội tuyển Malaysia đều không thắng được đội tuyển Việt Nam. Cũng vì điều này, đội tuyển Việt Nam đã trở thành một nỗi ám ảnh của mọc đá Malaysia, cũng giống như bóng đá Việt Nam từng bị Thái Lan là át vía. Dù vậy, thầy Park và các học trò vẫn cần tập trung cao độ bởi trận đấu vừa qua với Myanmar, huấn luyện viên Kim Pan-won đã cất rất nhiều quân bài tủ, những trụ cột. Những niềm hy vọng của ông Kim thì lại sử dụng rất trường mực trong trận đấu Malaysia làm khách trước Myanmar tại vòng bảng B. Trong đội hình của Malaysia, huấn luyện viên Kim Pan-won tin và sử dụng cầu thủ trẻ Jubaka. Đây là một cầu thủ U19 mà hồi tháng 7 vừa qua đã đánh bại U19 Việt Nam. Cầu thủ này là trung vệ, là người gây ra những tình huống phạm lỗi trong vòng cấm dẫn tới Malaysia phải chịu phạt đền. Tuy nhiên, cầu thủ này không thắng được thủ môn của đối phương trên chấm 11m. Malaysia thể hiện không liên lạc, song đây là một đội hình lạ mà huấn luyện viên Kim Pan-won đã sắp xếp. Vì huấn luyện viên Kim Pan-won cũng giá đơ không kém thầy Park, vì vậy lần mà đội tuyển Việt Nam thì cần phải hết sức cẩn trọng khi mà chúng ta tiếp xúc với đội tuyển này. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ do tổ trọng tài người Nhật Bản và Philippines điều hành. Theo thông báo, trọng tài chính đó chính là Santos Ri và hai trợ lý Nhật Bản sẽ tới Việt Nam vào ngày 24 tháng 12. Trong khi đó, chuyến bay của trọng tài thứ tư sẽ hạ cánh vào Nội Bài vào chiều ngày 25 tháng 12. Cả hai vị trọng tài Philippines và Thái Lan sẽ giám sát, cũng có mặt tại Hà Nội trong ngày 25 tháng 12. Riêng cán bộ truyền thông của AFF sẽ tới Việt Nam vào ngày 27 tháng 12. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam, thì đội quân Malaysia sẽ có mặt tại Hà Nội vào lúc 12 giờ ngày 25 tháng 12.